Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Du lịch Việt Nam phát sóng 9 giờ 5 phút mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên VTV1. Để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo ra trải nghiệm mới mẻ và lưu chân khách ở lại lâu hơn, người làm du lịch đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài những kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của du khách, đội ngũ làm du lịch cần phải thực sự là những người ứng xử văn hóa, tinh tế để đem lại cảm xúc ấn tượng đẹp với du khách. Trong chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Hà Nam xác định cần ưu tiên đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp, văn minh. Khu du lịch Tam Chúc là một trong những điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế, nhờ cảnh sắc thiên nhiên và các công trình văn hóa kiến trúc đồ sộ. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực cũng như vận hành dịch vụ du lịch tại đây cũng được chú trọng đặc biệt theo định hướng chuyên nghiệp và hiện đại. Mỗi tháng một lần, khu du lịch Tam Chúc lại tổ chức các lớp tập huấn do các chuyên gia du lịch trực tiếp giảng dạy để giúp gần 1.000 cán bộ nhân viên nâng cao trình độ, kiến thức, đem đến cho khách hàng trải nghiệm trọn vẹn nhất. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái kỳ thi tay nghề nhằm đánh giá các cái trình độ tay nghề của các bạn và đồng thời cập nhật các cái kiến thức kỹ năng mới để nhằm đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Nét mặt của các em là sao đấy? Tươi và vui, ẩn chứa một nụ cười của một gì hướng dẫn viên chuyên nghiệp, và đấy chính là cái mấu chốt. Luôn nở nụ cười, đặt khách hàng làm trung tâm, chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm. Đó là những tôn chỉ được đặt lên hàng đầu khi đón tiếp và phục vụ du khách. Ban quản lý đã tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng, như chương trình đào tạo về công tác quản lý, đào tạo kiến thức kỹ năng chuyên sâu hay hội nhập định hướng cho nhân viên mới. Là một hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi được đào tạo hai kỹ năng cơ bản và cốt lõi nhất. Một là mang đến những giá trị lịch sử của Tam Chúc đến với khách hàng. Thứ hai là hiểu biết và nắm rõ được nhu cầu mong muốn của khách hàng nhằm đáp ứng được những dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi được hướng dẫn cách lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Từ đó giải quyết các thắc mắc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi còn được đào tạo về cách xử lý tình huống nhằm đảm bảo khách hàng luôn có trải nghiệm tốt nhất. Quá trình đào tạo bài bản với những yêu cầu khắt khe đã giúp người làm dịch vụ hiểu rằng niềm vui của du khách chính là thành công lớn nhất. Vì thế, ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, kiến trúc nghệ thuật và văn hóa, du khách còn ấn tượng trước phong cách phục vụ chuyên nghiệp, văn minh của đội ngũ làm du lịch tại Tam Chúc. Hướng dẫn viên thì rất là am hiểu về kiến thức, lịch sử, văn hóa và cũng đáp ứng được cho tất cả chúng tôi về cái nhu cầu này, hiểu biết được ở trong cái khu vực này. Mùa cao điểm lễ hội, mỗi ngày Tam Chúc đón khoảng 10.000 lượt khách. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Điều níu chân du khách ở lại lâu hơn và quay trở lại chính là sự văn minh, chuyên nghiệp và văn hóa của những người làm du lịch. Du lịch Tam Chúc là nơi lưu giữ 12.000 bức tranh tường làm bằng đá núi lửa do các nghệ nhân lành nghề của Indonesia chế tác trong hơn 3 năm, kể lại những câu chuyện về Đức Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát. Mỗi bức tranh mang một ý nghĩa, thông điệp riêng, và đây cũng là một kho tàng phong phú những câu chuyện về tấm lòng từ bi, hỷ xả của Đức Phật khi Ngài phổ độ chúng sinh. Cùng với đó là những câu chuyện sâu sắc của nhà Phật gửi gắm thông điệp về tấm lòng từ bi, bác ái, nhân hậu, tình yêu thương con người, cứu rỗi chúng sinh. Tại điện Quan Âm chùa Tam Chúc, các bức tranh bằng đá núi lửa là kho tàng phong phú và sâu sắc những câu chuyện về các lần ứng thân của Bồ Tát khi Ngài đã trải qua vô số kiếp luân hồi để cứu rỗi con người. Chuyện kể từ một khu rừng nọ, một chú rái cá, một con khỉ và một con chó rừng sinh sống. Chúng thường nghe lời khuyên bảo giảng về pháp đạo đức của con thỏ thông thái, hiện thân của Bồ Tát. Một ngày nọ, có một nhà tu hành đi lạc, bị kiệt sức vì đói lả. Chó rừng mang đến một bát sữa, chú khỉ đem đến những quả xoài, và chú rái cá thì đem đến cho nhà tu hành những con cá tươi ngon. Còn chú thỏ là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, đã tình nguyện nhảy vào trong đống lửa để cho người tu hành có thức ăn sống sót được qua cơn đói ở trong rừng.
Lạ thay, ngọn lửa không hề nóng bỏng mà mát lành. Nhà tu hành đó chính là vua trời hóa thần thành. Ngài vui mừng đưa chú thỏ lên trời, bày tỏ lòng ngưỡng mộ đạo hành của thỏ. Vua rừng cũng đã trang trí hình ảnh một chú thỏ trên gương mặt của vầng trăng. Từ đó về sau, người ta vẫn nói rằng vào ngày trăng tròn có thể thấy hình một chú thỏ trên mặt trăng. Trước hết là phải cảm ơn cái tác giả, cái nghệ nhân đã nghĩ đến và đưa cái câu chuyện trong truyền thuyết tạo thành một bức tranh sinh động, đậm nét dân gian, khắc họa rất là rõ nét, và đồng thời nó mang cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Qua câu chuyện của ngài Quan Âm Bồ Tát thì tôi thấy là ngài có lòng từ bi và ngài rất là thương các chúng sinh và hướng đến chúng tôi làm những cái việc rất là thiện để học tập của ngài. Sở hữu địa thế tựa sơn hướng thủy cùng không gian thanh tịnh của chốn Phật pháp linh thiêng, Tam Trúc thu hút lượng lớn du khách bốn mùa. Bên cạnh việc gìn giữ những công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử văn hóa, khu du lịch Tam Trúc còn tiếp tục đầu tư nhiều hạng mục công trình có giá trị văn hóa cao. Nổi bật trong đó là cửa võng tại điện giáo chủ, một công trình được xem là điểm giao thoa văn hóa và tôn giáo giữa hai nước Việt Nam và Indonesia vừa được hoàn thành gần đây. Hãy cùng tìm hiểu về công trình này trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Cửa võng còn được gọi là y môn, là một phần kiến trúc trong không gian thờ tự. Cửa có hình chữ M, ở phần trên cùng trang trí hoa văn đầu rồng hoặc bằng ngọc võng xuống nên được gọi tên là cửa võng. Tại điện giáo chủ, cửa võng được các nghệ nhân Hồi giáo của Indonesia cùng các nghệ nhân lành nghề hàng đầu của nước ta dày công chế tác. Sau 10 năm thực hiện, cửa võng bằng gỗ quý, một sản phẩm giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia, đã hoàn thành, mang đến ấn tượng đặc biệt cho du khách. Tôi cũng đã thấy cửa võng như thế này tại Thái Lan, nhưng không ấn tượng bằng cửa võng tại đây. Cửa võng này có độ tinh xảo rất cao, các chi tiết đường nét rất đẹp và tinh tế. Không khí ở đây rất trang nghiêm, cửa võng tại đây rất hoành tráng. Nhìn vào đây, tôi thấy các công trình về Phật giáo và nền Phật giáo Việt Nam đang đứng hàng đầu thế giới. Công trình kiến trúc này vừa tăng thêm vẻ đẹp trang nghiêm trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, vừa phân cách khu vực thờ tự với không gian bên ngoài, đồng thời mang đến sự uy nghi, cổ kính trong không gian điện giáo chủ. Thực sự là rất ấn tượng và khâm phục cái cửa võng ở cái ngôi chùa nơi đây. Nó rất là kỳ vĩ, rất là ngoài cái sức tưởng tượng của suy nghĩ của mình. Bởi vì là nó tạo lên một cái ấn tượng là không thể nào mà tưởng tượng nổi là có một cái con người mà làm nên được những cái cửa võng như thế này. Cửa võng tại điện giáo chủ được giới chuyên môn đánh giá cao về độ phức tạp, chạm trổ kỳ công, tỉ mỉ, với những họa tiết hoa văn tinh xảo, bắt mắt, phân chia bố cục đối xứng. Cửa võng không chỉ mang đến sự uy nghi nơi đại điện, mà còn thể hiện sự trân trọng trước chốn cửa Phật linh thiêng ở khu du lịch Tam Trúc.